Người Viễn Xứ xin kính chào quý vị khán giả yêu mến. Xin kính chào tất cả anh chị em trong gia đình IT. Hôm nay ngày 1 tháng 7 năm 2020 âm lịch, tức là ngày 19 tháng 8 2020. Người Viễn Xứ xin mời quý vị, nếu mà ai đọc Phật thì vô đây cùng đọc chú Đại Bi với người Viễn Xứ. Chú Đại Bi này 84 câu bằng tiếng Trung, tức tiếng Hoa đó mọi người ơi. Nhưng mà cái ca khúc chú Đại Bi này thì có nhiều những câu từ rất là tương tự giống với nhau, thành ra có nhiều lúc chúng ta đọc cũng hơi lộn và ngấp ngứng. Thì ăn thua cái tâm của chúng ta nhất tâm trì tụng là rất là hiệu quả, để cầu xin cho thế giới này sẽ sống trong hòa bình và dịch COVID sẽ sớm được dập tắt và đẩy lùi nha quý vị. Chúng ta bắt đầu nhé. Và xin quý vị hãy cho người Viễn Xứ một chút vốn để làm hành trang trên đoạn đường còn lại, đoạn đường lúc cuối hoàng hôn. Nên mọi người hãy cho mình xin một like để làm vốn nha. Nhớ đăng ký ủng hộ để cho người Viễn Xứ có hành trang để hành trình bước đường còn lại lúc hoàng hôn nha mọi người ơi. Xin tri ân tất cả mọi người đã ủng hộ, quý mến và đăng ký cho người Viễn Xứ. Nam mô Hanai Tana Tu Na Ya Ye Nam mô Oli Ye Polo Cha Te Supo La Ye Puti Sato Po Ye Moho Sato Po Ye Moho Cha Lu Ni Cha Ye An Supon Lai Pha Ye Su Tan Na Tan She Nam mô Sét Chê Li Tô Y Mông O Le Bồ Lô Chê Tê Sơ Phổ Lai Lim Tô Pô Nam Mô Na Nai Chinh Chư Suy Đi Mô Hô Văn Tô Sa Bê Sa Pô Ô Ta Tô Su Phong Ô Su Yên Sa Pô Sa Pô Nam Mô Bô Sa Tô Nam Mô Bô Chê Mô Phá Tê Tô Ta Chư Ta Am Ô Hô Lu Sư Lu Cha Tê Cha Lu Tê Y Sư Đi Mô Hô Bù Tê Sa Tô Sa Pô Sa Pô Mô Lai Mô Lai Mô Sư Mô Sư Đi Tô Yên Chư lu chư lu chê mông tu lu phát sơ ye ti mô phát sơ ye ti tô nai tô lai ti li ni sư phô lai ye dơ na mô mô phai mô lai mô tê đi y si sân nai ô nai sân ô nai sa ri phát sa phát sân phô nai sơ ye hù lu mô nai hù lu suy li sa lai suy li su lu hô ti ye Buddhiye Buddhoye Buddhoye Miteliye Nanai Chinchu Dili Sho Ni La Po Ye Mo Na Sa Po Ho Sito Ye Sa Po Ho Mo Ho Sito Ye Sa Po Ho Sito Yi Su Po Lai Ye Sa Po Ho Nanai Chinchu Sa Po Ho Mo Lai Na Lai Sa Po Ho Su Nai Sun O Mo Che Ye Sa Po Ho Sa Po Mo Ho O Sito Ye Sa Po Ho Chơ chê la ô si tô ye sa po ho Bô thơ mô chê sư tô ye sa po ho Na nê chinh chư quan chê lai ye sa po ho Mô bô li sân chê na ye sa po ho Nam mô hàn na hi tan na tô na ya ye Nam mô ô li ye bô lô chê tê sa po lai ye sa po ho An chư tiên tô man tô lai quan tô ye sa po ho. Quý vị ơi, cái micro này thì nó không có không đọc, nó không có chuẩn gì, cũ lắm rồi, người ta tặng cho người Viễn Xứ nhưng mà lâu năm quá rồi, nhưng mà hát không á thì nó mệt quá, có tuổi rồi, thành ra người Viễn Xứ sẽ nhờ tới sự hỗ trợ của cái micro này. Nam mô Hàn Đại Tán Na Tu Na Ya Ye Nam mô O Li Ye Bồ Lô Cha Tề Su Po La Ye Bồ Tát Sa Tô Po Ye Mô Hô Sa Tô Po Ye Mô Hô Cha Lu Ni Cha Ye An Su Pon La Pha Ye Su Hu Tan Na Tan Sha Nam mô Sa Chia Li Tô Y Mô Mô Le Bồ Lô Cha Tề Su Po La Lim Tô Po Nam mô Na Nai Chinh Chư Suy Li Mô Hô Văn Tô Sa Bê Sa Po O Ta Tô Su phong ô su yin sa bo nam mô bồ tát nam mô bồ tát mô phật tế tô ta chư ta
ti cha lu ti si li mo ho bu ti sa to sa po sa po mo lai mo lai mo si li to yu chi lu che mong tu lu phat sa ye ti mo ho phat sa ye ti to nai to la ti li ni sa po lai ye cha na mo mo phat mo lai mo te li Isi isi senai senai o nai sen o nai sari fasa fasa fo nai se ye hulu hulu mo nai hulu hulu shili salai salai shili shili sulu sulu puti ye buto ye miteli ye na nai cincu tili shani na po ye mo na sa po si to ye sa po ho mô hô si tê gia sa bô hô si tô y sư phô lai yê sa bô hô na nai chinh chư sa bô hô mô lai na lai sa bô hô sư nai sân ô mô chê yê sa bô hô sa bô mô hô ô si tô yê sa bô hô sơ chê la ô si tô yê sa bô hô ô thô mô chê sư tô yê sa bô hô na nai chinh chư quan cha lai yê sa bô hô mô bô li sân chê na yê sa bô hô nam mô hàn na hi tan na tô na ya di nam mô ô li ye bồ lô chê tê sa phô la ye sa bồ an chư thiên tô man tô lai quán tô ye sa bồ nam mô hàn na hi tan na tô na ya di nam mô ô li ye bồ lô chê a tê sa phô la ye bồ tê sa tô bồ ye mô hô sa tô bồ mô hô chia lô ni chê ye an sư phô lai pha ye su hu tan na tan chê nam mô chê chê li tô y mô mơ lê bô lô chê tê sư phô lai tim tô bô nam mô na nai chín chư suy li mô hô an tô sa bê sa bô ô ta tô su phong ô su yun sa bô nam mô bô sa tô nam mô bô chê mô pha tê tô ta chư ta an ô lu cha ti cha lu ti si li mo mu ti sa to sa po mo lai mo lai mo si li to yun chi lu che mong tu lu pha sa ye ti mo pha sa ye ti to lai ti li ni sa po lai ye cha na mo mo pha mo lai mo te li isi isi san nai o nai san o nai sari phat sa phat sa phô nai sơ ye hu lu mô nai hu lu si li sa lai si li su lu bồ ti ye bích ti ye bù tô ye bích tô ye vi tê li ye na nai chinh chư ti li sơ ni na bồ ye mô na sa bồ hô si thô ye sa bồ hô mô hô si tê sa bồ hô si thô yi sư phô lai ye sa bồ hô na nai chinh chư sa bồ hô mô lai na lai sa bồ hô sư nai sân ô mô chê ye sa bồ hô sa bồ mô hô ô si thô ye sa bồ hô sơ chê la ô si thô ye sa bồ hô bồ thô mô chê sư thô ye sa bồ hô na nai chinh chư quan cha lai ye sa bồ hô mô bồ đi sân chê la ye sa bồ hô nam mô hàn na hi tan na tô na ya ye nam mô ô li ye bồ lô chê tê sư phô la ye sa bồ hô an chư thiên tô man tô lai quán tô ye sa bồ à mọi người ơi à chúc cho mọi người đầu tháng đầu tháng 7 âm lịch mọi người đều sống trong bình an và hạnh phúc. Tháng này là tháng Vu Lan báo hiếu. Nếu mà ai còn mẹ thì hãy nói những lời yêu thương với mẹ. Còn ai đã chúng ta những ai không còn cha mẹ thì chúng ta hãy trì chú đại bi và hồi hướng cho cha mẹ của mình nha. Mình sẽ
với mọi người một ca khúc Cánh Mẹ. Cho con gánh mẹ một lần, cả đời mẹ đã tạo tần gánh con. Cho con gánh mẹ đầu non, cả lòng mẹ đã gánh con biển trời. Ngày xưa con xin gánh lại những lời mẹ ru, cuộc đời sương gió mịt mù, vì con hạnh phúc chẳng từ gian nan. Để con gánh mẹ đừng cơn, lỡ mai mẹ mất muộn màng gánh ai. Cho con gánh cả tháng dài, gánh qua năm rộng những ngày đắng cay. Cho con gánh cả đôi vai thân có lầm lội, sớm mai vai gầy mẹ già lá sắp xa cánh, lỡ đâu lá rụng tội này gánh sao. Mẹ ơi sóng biển dặn dào, con sao gánh hết công lao một đời. Bông hồng cài áo đúng nơi, đâu bằng bông hiu giữa trời bao la. Cho con gánh lại mẹ già, để sau người gánh chính là con. Cho con gánh mẹ một lần, cả đời mẹ đã tạo tần gánh con. Cho con gánh mẹ đầu non, cả lòng mẹ đã gánh con biển trời. Ngày xưa mẹ gánh ơi, con xin gánh lại những lời mẹ ru. Cuộc đời sương gió mịt mù, vì con hạnh phúc chẳng từ gian nan. Để con gánh mẹ đừng cơn, lỡ mai mẹ mất muộn màng gánh ai. Cho con gánh cả tháng dài, gánh qua năm rộng ngày đắng cay. Cho con gánh cả đôi vai thân có lầm lội, sớm mai mai gầy mẹ già lá sắp xa cây, lỡ đâu lá rụng tội này gánh sao. Mẹ ơi sóng biển dặn dào, con sao gánh hết công lao một đời. Bông hồng cài áo đúng nơi, đâu bằng bông hiu giữa trời bao la. Cho con gánh lại mẹ già, để sau người gánh chính là con. Xin cảm ơn quý vị, xin cảm ơn anh chị em. Chúc cho anh chị em những ai còn mẹ thì nói những lời yêu thương trân trọng với mẹ, với cha mẹ mình nha mọi người. Còn những ai chúng ta không còn cha mẹ thì hãy trì chú và hồi hướng cho cha mẹ ở nơi chính suối, cầu cho cha mẹ sớm được siêu thoát.
Mẹ ơi, nếu có kiếp sau, con vẫn muốn làm, con vẫn muốn được làm con của mẹ. Con yêu mẹ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn mọi người, cảm ơn quý vị khán giả đã cho người biến xứ cơ hội để chị đi trên bước đường dài, bước đường lúc hoàng hôn. Mọi người ơi, hãy ủng hộ và đăng ký kênh ủng hộ cho người biển xứ nha. Xin cảm ơn, xin trân trọng cảm ơn tất cả mọi người. Nam mô A Di Đà Phật. Cầu cho mọi người đều sống trong sự an lành và bình an, hạnh phúc cùng với gia đình, cùng với người thân. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúc mọi người mua may bán đất, làm lành đánh dữ nha mọi người ơi. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.